Thứ nhất á, là để trả lời câu hỏi của anh á, là cái lý do, hai cái lý do mà anh vừa nói ra đó, tức là lý do là anh Vũ Hoàng Lân á, là và liên hệ nhiều đến cái nhóm anh với Phương Hùng với lại anh với lại Việt Quý Ly đó, và đi về Việt Nam đó, thì trong quan điểm của rất nhiều người á, thì họ đều nhìn anh Vũ Hoàng Lân là trong cái nhóm đó hết á, phải nói thẳng như vậy đó, tại vì mấy người đi với nhau thường xuyên cả mà, người ta đều nhìn thấy như vậy rồi, về tất cả những cái sinh hoạt á là của cái nhóm Việt Quý Ly với lại anh Phương Hùng á, thì đều có là dính với ông ấy, vì ông là người thâu hình đó, thành ra là người ta đều nghĩ như vậy cả, thì cái đó là theo tôi nghĩ đó nhá, chứ còn có thể là đúng mà cũng có thể chưa hoàn toàn đúng đó, là lý do là họ cho anh này là trong cái nhóm đó, mà vì cái quyết định của họ là phải tẩy chay, thành ra họ tẩy chay, thành ra tôi có thể hiểu được à, họ không muốn anh Vũ Hoàng Lân đến, là vì nếu cho anh vào đó thì tức là coi như mình vi phạm cái tẩy chay đó, tẩy chay đó rồi mình kêu gọi không có hợp tác, không có chút tay rồi, bây giờ lại cho ông vô để khoan khó nói đó. Như vậy là cái nguyên tắc này ông đã biết trước ở trong không đó là trên nguyên tắc tôi theo tôi nghĩ đó, vì cái bản lên tiếng chung đó cho nên đó là người ta sẽ rất khó và có thể có cái nó gọi là cái liên hệ làm việc với cái nhà em này, nhất là những cái chuyện mà quan trọng nữa, ví dụ như vậy đó, thì cái điều đó là cái điều đó là tức là cái lập trường này đã có từ trước chứ không phải là ngày hôm đó mới xảy ra. Đúng rồi, thì cái chuyện đó là người ta đã có một cái giống như là cái chủ trương như vậy rồi. Thành ra bây giờ nó chỉ có thể hiện ra bằng hành động thôi. Cũng như trước đây anh đã biết rằng là có những thời kỳ chưa có xảy ra cái chuyện các bạn lưu ý chung đó, thì là ông Nhân mà Hiền hay nhiều người còn trả lời báo về Quốc Ly có chịu phỏng vấn, nhưng mà sau này họ hoàn toàn họ cắt đứt cái chuyện đó, bởi vì nếu không họ sẽ đi vào cái chỗ là thiếu cái nhất quán, nghĩa là vi phạm cái lập trường đó, vi phạm đó, và những người nào mà làm cái chuyện đó sẽ bị lên án, và chính cá nhân tôi cũng rất là phải tôn trọng cái điều đó, mặc dù tôi không có ký tên nhưng mà lên tiếng. Bây giờ tôi thấy cái chỗ mà mình nói tẩy chay, tức là cái tổ chức của cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali này đó, họ muốn tẩy chay ai cái đó là cái quyền của họ. Thì tôi tôn trọng cái quyền tẩy chay của ông, giống như ông muốn tẩy chay hàng hóa Trung Quốc hay là hàng hóa Hàn Quốc hay là hàng hóa Mỹ hay gì đó, đó cái đó tự do của ông. Nhưng mà ở đây tôi thấy có một cái trục trặc, nó là như vậy, nếu mà các ông trong tổ chức cộng đồng đó mà tẩy chay một cái tờ báo nào á, có nghĩa là các ông không có muốn viết bài hoặc là trả lời phỏng vấn cho cái tờ báo đó, không có muốn tiếp xúc với cái tờ báo đó, không có muốn liên lạc với cái tờ báo đó. Nhưng mà giới nhà báo đó, nếu mà họ không tẩy chay các ông, họ vẫn đến làm tin tức cho các ông và các ông không có quyền đuổi họ đi. Đó là cái quan điểm của tôi là như vậy. Bởi vì là cái quyền làm báo là các anh đã tổ chức một cái đại hội cộng đồng á, là cái đó là mặc dù các anh nhiều lần, cái đây là không phải là lần đầu tiên các anh đuổi phóng viên, mà đây là cái lần thứ mấy lần, thì các anh cứ nói là đây là private meeting, thì là mấy anh nói là đây là một cái buổi họp của một tổ chức tư nhân triệu tập. Nhưng mà đó, đây là một, mặc dù là một cái tổ chức tư nhân triệu tập, nhưng mà nó lại là, tôi thấy nó lại là một cái sự kiện cộng đồng, tức là một cái sự kiện không phải là dành cho một nhóm mấy 20 người trong cái tổ chức đó, mà nó dành cho công chúng, và công chúng ở đây đó là hàng trăm ngàn người Việt tại Nam California, tức là những người mà cái tổ chức này mệnh danh là đại diện. Thì một cái giống như là ông có thể hình dung là thí dụ như là hãng Sony họ mở một cái sự kiện là giới thiệu hàng điện tử của họ, họ mời công chúng tham dự cái triển lãm này, thì mặc dù cái đó là do tư nhân tổ chức, nhưng mà nếu một người khác mà cầm một cái iPad hay là cầm một cái sản phẩm của Samsung đi vào trong cái khu vực đó mà họ thấy ngứa mắt, họ không có quyền mời ra ngoài, mà họ phải tôn trọng cái quyền tham dự của cái người đó. Ngay cho nên là thậm chí tới báo chí đó, không có ai có quyền mời báo chí đi ra khỏi một cái khu vực gọi là cái khu vực và dành cho công chúng, và bởi vì một cái lý do duy nhất là họ tẩy chay và họ không thích mà thôi. Thì ông thấy ở đây có cái gì đó mâu thuẫn hay là vi phạm một cái những cái nguyên tắc xã hội dân chủ của chúng ta hay không? Thực sự đây không phải là vấn đề dân chủ. Cái vấn đề đây là một cái sinh hoạt trong cộng đồng hay là trong một cái hội nào đó cũng vậy đó. Đó là vấn đề luật lệ, vấn đề luật pháp thôi. Nó là như vậy thôi. Chứ ở đây không có cái vấn đề dân chủ gì cả. Tại vì dân chủ nó là cái sinh hoạt có tính chất là nó dính dáng đến cái chuyện giống như là mình phải có những cái quyết định hay là mình phải cử người đại diện để nói lên cái cuốn quan tâm của mình. Đây là một cái sinh hoạt cộng đồng thôi. Thì xét phương diện đó, là tham gia tham dự đó,
thì khi người ta mở ra, người ta mời mời mọi người, cho nó ví dụ như một cái gì public ấy, đầu tiên là mọi người có quyền đến, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là người ta không có được quyền nó gọi là từ chối một cái thành phần nào đó, tại vì người ta có thể nhìn thấy cái thành phần đó có thể làm cho cái event đó hay là cái sự kiện đó đó là nó có cái trở ngại, thì người ta vẫn có quyền làm. Thì là có quyền từ chối không cho một cái thành phần nào đến tham dự. Đó, đúng là như vậy. Tại vì thực sự đó là vì cái vấn đề là một cái sự kiện đó thì cái sự thành công của cái sự kiện đó là quan trọng. Nếu người ta không giữ được cái sự kiện đó, một cái event đó nó được tổ chức trong trật tự đó, mà nó có những cái chuyện mất trật tự hay là náo loạn, thì là làm hư cái sự kiện của cái người chủ trương. Tất nhiên là cái người đó người ta có quyền, tại vì người ta làm cái đó đâu phải để cho những người đến để mà gây rối đâu. Thế gì đó thì chúng ta thấy rõ tại sao mà bà Bùi Kim Thành á là bị mời ra chối không tham dự, là vì bà ấy đến đó bà ấy gây bất trật tự rất là nhiều. Tức là những bà người mà bà ấy làm bà nói phải là bà ấy hôm nay quá nói... quá nhiều cái tự do. Những cái tự do đó là nó là vi phạm tự do người khác. Xin lỗi, hôm nay mình không có nói chuyện bà Bùi Kim Thành ở đây. Tôi chỉ lấy một ví dụ thôi để mình tiết kiệm thời giờ đó. Ví dụ đó thôi, để trở lại ngay, tại vì tôi chưa có trả lời. Tại vì cái giới truyền thông báo chí thì đương nhiên là mọi người đều muốn vào công cả, đúng không? Thì tất cả đều được welcome, mà chỉ trừ Phố Văn Xa TV thôi, anh thấy không? Khoan, cái chỗ này tôi phải ngắt lời ông là tại vì hôm đó tôi quan sát ở bên ngoài, tôi thấy là có người trong ban tổ chức tới rỉ tai với lại cái anh mà an ninh mà mặc sắc phục với đeo vũ khí đó, nói là vậy nè, nói là nhớ mặt và đừng có cho bà Bùi Kim Thành, đừng có cho Dr. Yêu, đừng có cho Nguyễn Phương Hùng, đừng có cho Phố Văn Xa TV, và họ nêu ra một cái list, một cái danh sách một số người, đừng có cho những người ấy vào. Thì tôi hình dung là thực sự đó là mấy anh có cái quyền đó hay không, và mấy anh có cái quyền là không có có cho người nào vào. Và cái chuyện đó trong cái sinh hoạt cộng đồng này đó, trong cái đại hội cộng đồng này, mấy anh không có nói trước là mấy anh chúng tôi không cho phép những người này đến tham dự, mấy anh không tham dự, và người ta có hình dung là mọi người đều được tham dự bình đẳng như nhau. Và tôi nghĩ là những người đó họ bị hố khi mà họ tới là họ mới khám phá ra là mấy ông đã có ngầm thỏa thuận với nhau là không có cho những người đó tham dự. Theo tôi nghĩ đó, trong ban tổ chức đó người ta có cái quyền đó, tại vì vì cái sự thành công của cái event đó người ta có quyền, người ta không phải công bố lần tôi không mời người này tôi mời kia, cái đó không có bắt buộc, phải nói thẳng là như vậy. Dựa trên cái quyền gì mà người ta không... cái quyền là vì người ta tổ chức cái việc cái event đó, người ta anh là một người nào đó anh đến, tức là cái event của tư nhân thì event của, nếu là tư nhân người ta lại càng có quyền mạnh hơn nữa. Cái này không phải của chính quyền nhé, ok, không phải của chính quyền, không phải của tư nhân. Vậy làm sao có quyền ngăn cấm công chúng những người mà mình không thích tới? Quyền chứ, là vì vấn đề trật tự người ta, ta có quyền chứ. Thí dụ sao không được? Tôi xin nhắc lại anh một lần nữa nhé, ok. Đây là tôi không muốn nhắc cái tên cái bài Bùi Kim Thành hành, nhưng mà tôi đã nói cho anh nghe rồi, tôi đã tổ chức một event, ok, là cái cuộc hội thảo về tự do tôn giáo và nhân quyền. Bà Bùi Kim Thành đến, tôi đã nói với cái người security mà tôi mướn á là anh làm ơn giữ lại không cho bà ấy vào, ok. Và chúng tôi đã làm cái chuyện đó, và cảnh sát có đến, chúng tôi cũng trả lời cảnh sát, mà cảnh sát rất là đồng ý hoàn toàn. Và cảnh sát không những nói là nếu mà bây giờ bà này bà ấy có thể là gây cái mất cái gọi là trật tự đó, gây cái náo loạn ở đây đó, mà bây giờ chúng tôi mời bà ấy không đi thì anh có bằng lòng chúng tôi arrest bà hay không? Thì cảnh sát nói là nếu ông bằng lòng thì chúng tôi sẽ làm, tại vì tôi là người có cái quyền đó, tại vì tôi tổ chức cái đó mà, tôi có quyền bắt, tôi có phải là cho bất cứ tất cả mọi người nào vào đâu. Bây giờ nếu mà người nào đó vô mà tôi biết người đó là cái potential đó, problem đó, là tôi có quyền từ chối. Nói thẳng như vậy đó, không có nghĩa rằng là bất kỳ người nào cũng có quyền vào, rồi thì là dùng cái quyền đó để mà gây náo loạn hết cả lên, như cái chuyện đã xảy ra. Người ta không được quyền gây náo loạn, nhưng mà tôi nghĩ là người ta được quyền tới làm tin tức một cách công khai đàng hoàng. Thì bây giờ nó khác, bây giờ đây nói là bất cả người tham dự nhá. Bây giờ đến giới truyền thông là một cái chuyện khác, đúng không? Tại vì truyền thông không phải là một cái người thường, truyền thông là cái người đến để mà lấy tin. Ok, trên nguyên tắc á thì những người truyền thông cũng không cần phải có cái thư mời nữa, tại vì người ta là cái người truyền thông, người ta đến, người ta lấy tin thôi, người ta có thể đến bất kỳ lúc mà nào. Mà ban tổ chức nào cũng đa số cũng sẽ đều là rất là welcome, giới truyền thông phải cần muốn để người ta đến, có điều khi cần phải mời nữa cơ,
đó, cần báo cho biết là ok chúng tôi có làm cái đó đấy, mời anh đến, mời chị đến, cái anh ghi nhận hay anh viết bài anh phổ biến giúp, cả khá như vậy đó, là đa số đều welcome cả. Thì tại cái hôm đó thì cũng rất nhiều cơ quan truyền thông, chứ không phải là chỉ có một mình phố Quan Sát TV. Thế thì như là anh cũng đã nói, anh Vương Lê cũng đã nói, thì cái ông mà gọi là an ninh đó thì ông ấy là được mướn đến để giữ an ninh trật tự. Ok, thì trong cái vấn đề an ninh trật tự đó thì chắc chắn là có vấn đề, có những cái chuyện có thể là cứ xảy ra, là người ta ban tổ chức có thể người ta tin liệu thấy, ta thấy là ông Đức Tử Yêu, người ta thấy ông Nguyễn Phương Hùng, người ta tin liệu sẽ có đến, và người ta sẽ, người ta tin liệu là những người ai mà đến mà có thể gây cái náo loạn lên là người ta sẽ tìm cách là người ta ngăn ngừa nó, không ngăn ngừa bằng cách là gì, là không cho vào trong thôi. Chứ tại vì bên trong nó vô, tức là vì mấy ông cho rằng những người đó đến sẽ làm gây huyên náo hoặc là gây bất trật tự. Thì rõ ràng là anh Nguyễn Phương Hùng đi vô đó rồi thì đâu có yêu cái vô rồi đi sơ với người ta. Tôi chưa bao giờ thấy ông Đốc Tôi Yêu gây huyên náo ở một cái sự không không huyên náo, nhưng mà ông đi vô ông đi sơ cái sự đó là không có được. Cho đó người ta tổ chức để một cái buổi họp. Chứ anh không, anh đến đó anh lợi dụng cái đó để anh làm những cái chuyện đó là sai. Ok, không thể rồi, không thể như vậy được. Rồi bây giờ là cứ cho là cái cho là cái mời ra đó là quyền của người ta. Yeah. Không phải là anh, ông bảo ơi anh mời hết tố quyền vô, anh quyền vô đó mà anh có cái chủ đích vô để anh gây cái náo loạn ra, ví dụ như anh vô anh đuổi người này anh đuổi người kia làm sao được, anh vượt người nó cũng được, anh không đi có cái chuyện mà nó gọi để cho anh đi chê xin người ta. Rồi bây giờ anh vô đó mà anh ngồi yên tại chỗ thì không sao, chứ anh vô anh đi đến anh gây phiền hà cho một người nào khác cũng không được nữa. Tại vì những người tham gia bên đó, người ta đến đó người ta có quyền được ngồi đó trong an toàn trật tự, chứ người ta không thể đến ngồi đó để cho một người khác đến để mà ba rơi người ta, gây phiền nhiễu người ta được. Cho nên tôi nghĩ ban tổ chức người ta có cái toàn quyền mời ông Đỗ Tử Yêu ra, ngay cả Nguyễn Phương Hùng nữa. Thực sự hôm đó là người ta cũng là dễ dàng đấy, chỉ dễ chịu đó, chứ còn đúng ra đó là người ta có quyền mời ông Nguyễn Phương Hùng, Đỗ Tử Yêu ra khỏi hẳn cái hành lang đó luôn đó, đi ra khỏi cả cái parking lot đó luôn đó. Ông Nguyễn Phương Hùng và những người đó, những người kia đó mà đến đó mà ban tổ chức không bằng lòng đó, là phải đi ra cái lề đường á, chứ không phải đứng ở đó nữa. Tại vì finally đó, nếu không đi mà chúng tôi cảm thấy cứ gây bất trật tự ra đó, bên này nhiều người, người ta không có sinh hoạt được á, người ta không, người ta rất là khó chịu với người đó đó, người ta không có chăm chú vào cái chuyện họp hành được á, chúng tôi có thể phải gọi cảnh sát. Và khi cảnh sát tới đó mà chúng, người ta yêu cầu mà ông Nguyễn Phương Hùng, ông Tôi Yêu mà không ra khỏi cái khu đó đó, không ra đến cái ngoài đường đó, là cảnh sát họ sẽ escort đi. Chúng tôi xin ghi nhận ý kiến đó. Bây giờ chúng tôi xin hỏi lại anh Vũ Hoàng Lân, và trong cái bối cảnh mà có một số tổ chức trong cộng đồng Việt Nam ở Nam California này, cụ thể là cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali đó, mà họ nói là họ đại diện cho công người Việt hải ngoại tại Nam California, và họ có những sinh hoạt, họ nói họ không thích anh, và họ có chủ trương là không có cho anh làm tin tức, hoặc là nay mai họ cũng không thích một số người nào khác. Như trước đây họ đã từng làm cái nghị quyết là cấm cửa một số cơ quan truyền thông và một số phóng viên như là Nguyễn Vũ, Đỗ Dũng, Đoàn Trọng, rồi nay thì những người đó lại được vào, rồi anh thì lại không có nằm trong danh sách đó, rồi anh lại không được vào làm tin tức. Thì cái này là nó dựa trên từng thời kỳ khác nhau, mà người ta thích phóng viên này hay không thích phóng viên kia. Thì anh đi làm tin đó, anh có cảm thấy bối rối hay là có khó khăn gì không?